Xin chào. Vào đầu năm 2021, tại Philippines đã xảy ra một vụ án khiến dân tình bàn tán xôn xao. Một nữ tiếp viên hàng không cao ráo, xinh đẹp đã đón giao thừa cùng với 11 người đàn ông. Sau một đêm cuồng nhiệt, cô gái đã qua đời một cách kỳ lạ khi đang nằm trong bồn tắm. Do đó, 11 người đàn ông trên nghiễm nhiên trở thành nghi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã tiết lộ rằng nhóm người trên đều là người đồng tính và tất cả đều được tha bổng. Vụ án đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet với nhiều suy đoán và ý kiến khác nhau. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó? Tiếp theo, mình sẽ đưa các bạn trở lại với các chi tiết của vụ án vào đêm giao thừa năm 2021. Câu chuyện xảy ra tại Manila. Manila là thủ đô và là thành phố đông dân nhất của Philippines. Nơi đây có nhiều điểm du lịch nổi tiếng gắn liền với lịch sử lâu đời và cũng là một thiên đường mua sắm về thời trang. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Christine Angelica da Serra. Cô sinh ngày 13 tháng 4 năm 1997 tại General Santos, Philippines. Cô là con thứ hai trong số 4 người con của gia đình. Da Serra từ nhỏ đã rất xinh đẹp, liên tục được hàng xóm khen ngợi. Ngoài vẻ bề ngoài thì cô học hành cũng rất chăm chỉ nên đã trở thành con nhà người ta trong mắt nhiều bậc phụ huynh. Sau khi học xong cấp 3, cô theo học tại trường đại học Mindanao, Philippines. Cô là người có tính cách vui vẻ và thường chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi về người đẹp khiêu vũ, người mẫu và đã đạt được kết quả tốt. Năm 2017, cô tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tại Philippines và đạt giải Á hậu. Trong 2 năm tiếp theo, Da Serra vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực người mẫu làm đẹp, nhưng chưa tạo dựng được tên tuổi. Sau đó, cô đã chuyển mục tiêu sang một công việc mà nhiều cô gái mơ ước, đó là tiếp viên hàng không. Vì bản thân Da Serra thực sự rất xuất sắc, nên cô đã thuận lợi vượt qua cuộc tuyển chọn và chính thức trở thành tiếp viên hàng không của Philippine Airlines. Năm 2019, để thuận tiện cho công việc, thì cô đã chuyển đến sống ở Manila, thủ đô của Philippines. Sau khi trở thành tiếp viên hàng không, Da Serra có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp của mình lên mạng xã hội. Với vẻ ngoài cao ráo, xinh đẹp và ngọt ngào, cô nhanh chóng có được hơn 160.000 người hâm mộ và trở thành một người nổi tiếng nhỏ trên mạng xã hội. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Da Serra đã đăng một bức ảnh kèm dòng trạng thái chuyến bay cuối cùng của năm. Và chuyến bay trên hóa ra lại trở thành chuyến bay cuối cùng của cuộc đời cô. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là một ngày không bình thường đối với nhiều người, bởi vì khi vượt qua số 0 nghĩa là một năm mới và mọi thứ là một khởi đầu mới. Da Serra cũng quyết định làm một điều gì đó cho ngày trọng đại trên. Sau khi suy nghĩ, cô dự định sẽ mời một vài người bạn cùng nhau đón giao thừa. Tình cờ là lúc đó lại có 3 người bạn của cô đã chủ động rủ cô đi chơi. Địa điểm gặp mặt sẽ là khách sạn 4 sao City Garden ở thành phố Makati. Hôm đó, Da Serra đã nhận phòng của khách sạn cùng với 3 người bạn là Romeo Garrido, Gregorio Goodman, John de la Serna. Họ đã đăng ký ở phòng 2209. Ban đầu, đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ chỉ gồm 4 người thôi, nhưng 3 người bạn của cô đã mời thêm 8 người khác cùng tham gia bữa tiệc. 8 người họ check-in ở phòng 2207 ngay cạnh phòng 2209. Điều đáng chú ý là Da Serra không hề quen biết 8 người trên. Ngoài cô ra thì 11 người còn lại đều là đàn ông. Một bữa tiệc chỉ gồm một cô gái và 11 người đàn ông thì bạn cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó điên đồ như thế nào. 12 người nhậu nhẹt vui vẻ đến tận 5-6 giờ sáng. Sau một đêm điên cuồng, 12 người chìm vào giấc ngủ. Chớp mắt đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Galido là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh ngơ ngác bước vào phòng tắm thì thấy Da Serra đang nằm trong bồn tắm. Anh nghĩ rằng chắc đêm qua cô đã uống quá nhiều và ngủ luôn ở đây. Thay vì đánh thức cô dậy, anh ta lại đắp chăn cho cô và tiếp tục ngủ trên giường. Đến giữa trưa, anh ta thức dậy và đi đến bồn tắm để xem Da Serra đã tỉnh hay chưa. Từ xa, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của cô có màu xanh kỳ lạ. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh tìm đến thăm dò hơi thở của đối phương thì lập tức bị đứng hình vì cô đã qua đời. Anh vội vàng gọi 2 người bạn là Guman và Sena đến trợ giúp.
Ba người họ chưa từng trải qua chuyện như vậy đều rất hoảng loạn. Lúc đầu, họ cố gắng sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu cô nhưng không có tác dụng. Ngay sau đó, ba người họ đã cùng nhân viên khách sạn lập tức đưa cô tới bệnh viện Makati. Bệnh viện kết luận rằng cô ấy đã qua đời trước khi được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân tử vong là do vỡ phình động mạch chủ. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết quả cũng trùng hợp với kết luận của bệnh viện là cô đã qua đời do vỡ phình động mạch chủ. Tuy nhiên, bộ phận pháp y cũng tìm thấy những vết bầm tím và sẹo trên tay phải, đùi phải, đầu gối, mắt cá chân của cô. Đồng thời, còn có dấu vết chảy xước ở đồ trong. Quan trọng hơn là có vết chảy xước và vết rách ở vùng kín của cô. Những điều trên cho thấy, Daseda có thể đã bị tấn công nghiêm trọng trước khi qua đời và dẫn đến vỡ phình động mạch chủ. Cảnh sát trưởng của thành phố Makati, Haro Deposita đã kết luận đây là một vụ án có thể 11 người đàn ông ở cùng với cô đã gây ra điều đó và tất cả bọn họ đều trở thành nghi phạm. Xác tinh trùng cũng được tìm thấy trong cơ thể của Daseda. Đây cũng là bằng chứng vật chất quan trọng cho bản chất của vụ án. Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Debosinat cho biết, chúng tôi đã bắt giữ 3 người trong số họ, 8 người còn lại đang bị truy lùng. Ông cũng nhắn 8 người còn lại phải ra đầu thú trong vòng 72 giờ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngay khi thông tin được đưa ra, vụ việc đã gây náo động ở Philippines. Một tiếp viên hàng không và 11 người đàn ông đã có một đêm điên cuồng. Cuối cùng, nữ tiếp viên đã qua đời. Mọi người thi nhau bàn tán về câu chuyện trên. Nhiều người lên án 11 người đàn ông trên và hy vọng cảnh sát sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Còn một số người khác thì lên án Daseda ăn chơi, thác loạn, không biết điểm dừng. Theo logic thì cảnh sát đã tuyên bố kết luận về vụ án. Giờ chỉ còn chờ bắt giữ các nghi phạm và thẩm vấn mà thôi. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là vụ án đã rẽ theo một hướng mới. Ba nghi phạm sau khi bị cảnh sát bắt giữ đã liên tục kêu gào và kêu mình bị oan. Ba người họ và Daseda thật sự rất thân thiết với nhau và họ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm hại cô ấy. Ý là Daseda đã qua đời một cách tự nhiên và điều đó không liên quan gì tới họ. Thậm chí cả ba người họ đều thú nhận rằng bọn họ chỉ quan tâm đến đàn ông chứ không có hứng thú gì với phụ nữ. Bọn họ đều là người đồng tính và Daseda biết điều đó nên sẵn sàng chơi với họ. Họ đã uống khá nhiều vào đêm hôm đó, nhưng chỉ có thế mà thôi, họ không hề làm gì cô ấy cả. Họ cũng tiết lộ rằng 8 người bạn mà họ rủ đến cũng đều là người đồng tính. Họ không thích phụ nữ nên sẽ không làm gì Daseda. Vào thời điểm đó, nhiều người trong cuộc đã lan truyền tin tức lên trên Internet và cho biết rằng những nghi phạm trên thực sự chỉ quan tâm đến đàn ông và chưa từng có tiền án. Người nhà của 11 nghi phạm cũng bắt đầu lên tiếng. Họ nghi ngờ về năng lực giải quyết công việc của cảnh sát và cho rằng cảnh sát đã vô cớ kết luận vụ án mà không qua điều tra gì cả. Điều đó thật là vô lý. Cảnh sát lúc đó cũng có chút khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người đồng giới như vậy? Chẳng lẽ vụ án bị phán xét sai hay sao? Nhìn nhận lại vấn đề trên thì cuộc điều tra của cảnh sát quả thực có những sơ suất và mâu thuẫn. Đầu tiên, cảnh sát đã cho biết là có xác tinh dịch trong cơ thể của Daseda, nhưng họ lại hoàn toàn chưa hề tiến hành so sánh với DNA của nghi phạm mà đã trực tiếp đưa ra kết luận. Đây là một điều kỳ lạ. Thứ hai, mặc dù báo cáo giám định pháp y có thể chứng minh rằng Daseda có vết thương trên cơ thể, nhưng họ không thể xác định những vết thương đó được gây ra bằng cách nào. Ngoài ra, qua trích xuất camera giám sát của khách sạn thì có thể thấy Daseda đã có hành vi chủ động tại phòng 2207 và 2209 với biểu hiện rất thoải mái và không hề có hành vi ép buộc nào cả. Vào lúc 23 giờ 38 tối ngày 31 tháng 12, Daseda đang cầm ly rượu đuổi theo hai người đàn ông từ phòng 2207 đến phòng 2209. Trong thời gian trên, cô cũng gọi điện cho mẹ và bảo rằng cô ấy đã có một đêm giao thừa tuyệt vời tại khách sạn. 2 giờ 50 sáng, Daseda nắm tay một người đàn ông với vẻ mặt hạnh phúc đi ra khỏi phòng 2209. 2 giờ 52, người đàn ông vừa rồi đưa Daseda đến trước cửa phòng 2209. Hai người họ liên tục bấm chuông và gõ cửa. Lúc đó, Daseda đã cố tình hôn người đàn ông trên. Nhìn vào hành động thì có thể thấy anh ta dường như không hề thích điều đó, cử chỉ có hơi miễn cưỡng và cố gắng dùng tay bấm chuông cửa.
và người đàn ông đó chính là Gurman, một trong số 3 người bạn của cô. 4 giờ 13 phút sáng, Dasira có vẻ say và người hơi cứng, được một người đàn ông khiêng về phòng 2209. 6 giờ 23 phút sáng, camera ghi lại được hình ảnh Dasira say rượu và được Gurman bế lại về phòng 2209. Ngoài những hình ảnh do camera ghi lại thì còn có một bức ảnh khác do bạn của cô chụp trước khi cô qua đời. Hình ảnh cho thấy cô đang ngồi trước bồn cầu trong tình trạng say xỉn và giơ hai ngón tay hình chữ V. Sau khi video giám sát được công bố, nhiều người cho rằng những người bạn của Dasira rất đáng tin cậy. Họ liên tục quan tâm chăm sóc cô và đưa cô về tận phòng. Bọn họ không có dấu hiệu của phạm tội. Dựa vào những phát hiện trên, cảnh sát đã thả ba người họ và thay đổi giọng điệu rằng các mẫu phẩm lấy từ Dasira có thể đã bị ô nhiễm do quy trình ướp xác trước khi khám nghiệm tử thi. Dasira qua đời vì nguyên nhân tự nhiên không liên quan gì tới 11 người đàn ông trên. Diễn biến trên khiến nhiều người dân Philippines phải ngã ngửa sau khi nghe xong. Họ mới nghe cảnh sát kết luận về vụ việc và còn truy nã các nghi phạm. Nhưng trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều đã vô tội và trở thành người không liên quan. Thật là hài hước. Sau khi thông tin được công bố, mọi người bắt đầu lên án về sự kém hiệu quả của cảnh sát. Thậm chí, một số người còn nghi ngờ cảnh sát Philippines và 11 nghi phạm đang thông đồng với nhau. Bởi 11 nghi phạm trên đều có một điểm chung, đó là gia thế của họ rất giàu có. Nhiều người cho rằng gia đình bọn họ đã dùng tiền và mối quan hệ đằng sau để gây áp lực với cảnh sát. Công chúng sau đó cũng đã gây áp lực lên cảnh sát và chính phủ, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng lại vụ việc. Nếu có tham nhũng thì không được dung thứ. Với quá nhiều vết thương trên cơ thể, gia đình của Dasira tin rằng con gái của mình đã bị đánh thuốc và bị lạm dụng. Dù Dasira đã được chôn cất, nhưng để tìm ra sự thật, mẹ của cô đã bày tỏ rằng bà sẵn sàng khai quật con gái mình lên để khám nghiệm thêm nếu cần thiết. Gia đình của cô cũng đã tố cáo về những báo cáo của cảnh sát và giám định y tế. Giấy chứng tử có ghi thi thể đã được ướp trước đó, rõ ràng là không chính xác và mâu thuẫn. Họ cho rằng cảnh sát đã làm việc quá cầu thả, lơ là nghiêm trọng nên đã khởi kiện ra tòa. Mẹ của cô thậm chí còn kêu gọi Tổng thống Philippines đòi lại công bằng cho con gái. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2021, sau một thời gian dài điều tra, Cục Điều tra Quốc gia Philippines đã tổ chức phiên điều trần thứ hai và công bố báo cáo pháp y cuối cùng. Báo cáo chỉ ra rằng trong lượng tim của cô nặng 500 gram, trong khi người bình thường chỉ là 300 gram. Ngoài ra, các dấu hiệu của tình trạng sốt huyết nội cũng được tìm thấy trong thận của cô và nguyên nhân tử vong xác định là do vỡ phình động mạch chủ, loại trừ tội giết người. Có thể là do cô uống rượu và hưng phấn quá độ khiến cho huyết áp tăng cao dẫn đến tình trạng trên. Cảnh sát cũng tìm thấy một số chất bột màu trắng trong phòng khách sạn, nhưng qua kiểm tra thì đó chỉ là muối ăn chứ không phải là hàng lậu. Họ cũng xét nghiệm riêng cho 11 nghi phạm và cũng không thấy có điều gì bất thường. Không tìm thấy hàng lậu trong cơ thể Dasira, chỉ tìm thấy dư lượng thuốc điều trị huyết áp cao. Cảnh sát cũng không biết những vết bầm trên cơ thể của cô được gây ra như thế nào. Tuy nhiên, ba người bạn của cô đã bảo rằng có thể do say rượu nên họ đã va vào nhau. Ngoài ra, trong quá trình đưa cô ấy tới bệnh viện thì khách sạn đã cung cấp một chiếc xe lăn. Vì cô ấy không thể ngồi nên có thể đã bị xảy xước trong quá trình vận chuyển. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2021, cảnh sát đã công bố một báo cáo kiểm tra dài 19 trang cho biết rằng bằng chứng được cung cấp không đủ để chứng minh rằng đây là một vụ án mạng. Những người bạn của cô đã thực hiện hô hấp nhân tạo và tìm kiếm sự giúp đỡ từ khách sạn ngay khi cô được tìm thấy. Họ cũng không có động cơ phạm tội. Cuối cùng, cảnh sát chính thức bác bỏ cáo buộc đối với 11 bị cáo vì thiếu bằng chứng và vụ án đã khép lại. Vụ án tuy đã chính thức khép lại nhưng dư luận vẫn chưa dừng lại. Gia đình của Dasira vẫn tiếp tục cáo buộc 11 người đàn ông phạm tội và khai man. 5 người trong số 11 người trên cũng đã đệ đơn tố cáo lại gia đình của Dasira về việc đổ oan cho người vô tội và phỉ báng họ trên mạng, v.v. Ngày 7 tháng 2 năm 2022, hơn một năm sau cái chết của Dasira, cảnh sát đã bác bỏ mọi khiếu nại và cáo buộc liên quan đến cái chết của cô. Họ cũng gián tiếp thông báo với mọi người rằng vụ án đã kết thúc, đừng lãng phí thời gian và công sức nữa. Lý do khiến vụ án trên quay ngoắt 180 độ là do người phụ trách vụ án Harold Deposita
Bởi vì ông đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố tùy tiện mà không cần qua điều tra đầy đủ, chỉ ra rằng đó là một vụ giết người và hung thủ chính là 11 người đàn ông đó. Điều này rõ ràng là vô trách nhiệm. Ngoài ra, báo cáo khám nghiệm tử thi do giám định viên y tế Michael Lick Samiento đưa ra cũng không đủ chặt chẽ hoặc đủ chính xác. Vì vậy, cả hai người họ đều đã bị sa thải. Ngoài ra, vụ việc xảy ra trong thời kỳ dịch bệnh, chính sách ban đầu quy định mỗi phòng chỉ có 2 người, nhưng khách sạn City Garden đã để nhóm người bọn họ tổ chức tiệc tùng. Vì vậy, khách sạn cũng bị phạt đình chỉ kinh doanh trong nửa năm và áp đặt khoản thanh toán nhàn rỗi 10.000 peso, khoảng 4 triệu đồng. Điều đáng chú ý là khi đọc các bài viết liên quan, mình thấy hầu hết mọi người đều chỉ trích Da Seda. Cho dù cô ấy có thích chơi bời, nhưng điều đó không phải là tội chết. Đây có thể được sử dụng như một lời cảnh báo để mọi người lưu ý hơn. Vì vậy, không nên đổ lỗi cho nạn nhân hoặc ai không trân trọng bản thân thì phải chết, vân vân. Bạn nghĩ sao cũng được. Hãy giữ tâm luôn bình an để mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!